tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo Bộ Công an cho biết khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can là cán bộ, lãnh đạo, bí thư, chủ tịch, cựu chủ tịch các tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc về việc vì sao cùng là các cán bộ nhận quà, tiền của doanh nghiệp nhưng có thể bị xử lý về các tội danh khác nhau, có khi chỉ bị kỷ luật. Về vấn đề này, theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đánh giá, tội nhận hối lộ là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ tội danh này xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động công vụ, gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước, xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Bởi vậy, trong thời gian qua, không ít các cán bộ đã bị xử lý về tội danh này trong các đại án tham nhũng. Trong nhóm tội phạm về tham nhũng thì có nhiều tội danh khác nhau như tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, nhận hối lộ thường kéo theo tội đưa hối lộ môi giới hối lộ đó là những hành vi có tính chất thỏa thuận giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ và chuyển giao lợi ích cũng theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường theo quy định của đảng và pháp luật về phòng chống tham nhũng thì cán bộ lãnh đạo người có chức vụ quyền hạn không được nhận quà lợi ích từ cấp dưới hoặc từ các tổ chức cá nhân trong phạm vi quản lý của mình bởi vậy trường hợp cán bộ lãnh đạo nhận quà của cấp dưới hoặc của tổ chức cá nhân do mình quản lý thì tùy vào từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi nhận quà trái với quy định mà chưa thực hiện hành vi trái pháp luật và không có sự thỏa thuận với người đưa quà về công việc phải làm thì người nhận quà sẽ bị xử lý kỷ luật Trường hợp có sự thỏa thuận giữa người tặng quà, cá nhân, tổ chức và người nhận quà, người có chức vụ quyền hạn về công việc phải làm, giá trị lợi ích sẽ chuyển giao thì đây là hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự theo điều 364 và 365 Bộ luật hình sự thông tin từ Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị khởi tố với Hoàng để điều tra hành vi trên là Nguyễn Thái Hùng, 40 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 19 tháng 2, Hoàng đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Nam Định với mục đích tìm đến các đình đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập. Vào trong, Hoàng thấy ở gian ngoài treo hai bức đại tự, hai đuôi câu đối. Trong cung cấm treo một bức đại tự và một bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh Nguyễn Thái Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được. Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên vận chuyển ra ngoài. Từ Thái Bình, Hùng thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung, Nam Định để nhận hàng, sau đó vận chuyển về Thái Bình cất giấu tại nhà riêng. Phó Chủ tịch xã Đông Vinh sau đó bán những đồ trên được 25 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2, người dân thôn Đệ Nhì phát hiện Đình Tây bị mất nhiều đồ và báo công an. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày nhận tin báo về việc Đình Tây bị kẻ gian đột nhập, trộm đồ thờ cúng, công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng xe ô tô để vận chuyển đồ trộm cắp. Cạnh đó, công an huyện Mỹ Lộc đã phát hiện chiếc xe tải màu trắng, biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, di chuyển từ quốc lộ 10 huyện Mỹ Lộc đi qua cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19 tháng 2, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiếp tục giả soát xác định được đối tượng trộm cắp là Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng. Ngay sau đó, Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình truy bắt hai đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng. Tại cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hoàng và Hùng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác tại các đình, chùa thuộc hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tang vật đã điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc của một số đồ thờ cúng mà hai đối tượng này đã trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 23 tháng 2, công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho Đình Tây toàn bộ vật chứng đã bị Hoàng và Hùng trộm cắp. Mới đây, theo thông tin từ cơ quan chức năng công an thành phố Hà Nội, khoảng 16 giờ 54 phút ngày 9 tháng 3, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Thanh Trì. Nhiều người đi qua cầu Thanh Trì phát hiện chiếc xe máy cùng một số đồ cá nhân bị bỏ lại sát thành cầu. Nghi có người tự tử nên đã báo lực lượng chức năng. Sau khi nhận được tin báo, trung tâm lập tức điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Tại hiện trường, trên mặt cầu Thanh Trì, từ hướng Lĩnh Nam sang Gia Lâm, có một xe máy không biển kiểm soát kèm theo một đôi giày ví tiền và điện thoại di động nghi của người bị nạn. Khai thác thông tin, từ người thân của nạn nhân, cảnh sát xác định người gặp nạn là NHQ, sinh năm 2003, trú tại Gia Lâm, Hà Nội. Đến 19 giờ cùng ngày, các đơn vị và người dân làm nghề thuyền chài đang tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên. Trước đó, cộng đồng mạng cũng xôn xao trước vụ người phụ nữ tạo hiện trường giả nhảy cầu đông trù tự tử cùng ba con. Cụ thể, sáng 1 tháng 3, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xe ô tô biển kiểm soát 88A178 chấm ít ít đổ trên cầu Đông Trụ quận Long Biên không thấy người bên trong hoặc trong giữ xe nghi vấn có người nhảy cầu tự tử, tử. Trung tâm điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm. Tuy nhiên đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị NTTH trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc là người điều khiển chiếc ô tô trên. Chở ba con trai đến cầu Đông Trù, sau đó bốn mẹ con đi xuống xe bỏ đi. Mục đích của việc này là để dọa chồng, chứ người phụ nữ không có ý định nhảy cầu. Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử lý chị NTTH về hành vi tạo hiện trường giả nhảy cầu đông trù cùng ba con. Ngày 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị xã Chân Thành vào trưa ngày 9 tháng 3. Người gây án là Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang, còn nạn nhân là chị Hát, vợ cũ của Tâm. Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu, Tâm và chị PTKH sinh năm 1978, quê Đồng Tháp, từng là vợ chồng và có con với nhau, hai người con. Sau khi ly hôn, hai người con ở cùng chị Hát tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm thừa nhận, mặc dù đã ly hôn, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và có nói chuyện. Trong thời gian này, hai người xảy ra mâu thuẫn, bực tức Tâm đến tìm chị Hát để giải quyết. Đầu giờ chiều 9 tháng 3, Tâm chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước gặp vợ cũ. Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị dao ngắn và dao rựa dài. Tại đây, lời qua tiếng lại Tâm dùng rửa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ khiến người này tử vong tại chỗ. Như đã đưa tin, trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ ngay bên đường. Thấy vậy, người dân chạy lại can ngăn thì bị đối tượng này hù dọa. Người đàn ông này còn chạy lại xe máy lấy một con dao rửa tiếp tục chém người phụ nữ đang bò dưới đất. Thấy đối tượng quá hung hăng nên người xung quanh không dám chạy lại can ngăn mà dùng ghế nhựa thang cây dài ném người đàn ông. Trong video còn có một đứa bé chạy lại can ngăn quỳ lại nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chém người phụ nữ. Đến khi người phụ nữ nằm bất động thì người đàn ông này mới bỏ đi sự việc được xác định xảy ra tại một con đường ở phường hưng long thị xã chân thành tỉnh bình phước từ video một số người đã cho rằng đây là vụ hỗn chiến tuy nhiên theo lãnh đạo công an tỉnh bình phước đây không phải là vụ hỗn chiến như mạng xã hội chia sẻ mà là chồng sát hại vợ cũ đối tượng đã đến công an đầu thú